Ido từng gây chú ý trong dư luận khi chính miệng mình kể về câu chuyện tuổi thơ nghèo khó và đã vượt lên làm giàu. Trên mạng xã hội, Phúc cũng khiến nhiều người trầm trồ vì đeo dây chuyền, lắc, nhẫn tổng cộng 13kg vàng. Anh ta sở hữu kênh Facebook và YouTube có lượng tương tác khủng. Ngoài ra, Phúc Ido còn sắm nhiều vật dụng bằng vàng khủng như siêu xe mạ vàng, mũ vàng. Phúc Ido còn sở hữu dàn xe máy và những siêu xe hiếm tại Việt Nam. Tuy nhiên, sự giàu có ấy cũng chẳng được bao lâu. 1 giờ sáng ngày 10 tháng 4, công an bất ngờ đến kiểm tra quán karaoke XO Faron trên đường Trường Chinh, phát hiện Phúc cùng các đồng phạm cho thuê địa điểm để nhiều người hát karaoke và sử dụng ma túy. Khi khám xét nhà riêng của Phúc ở xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, công an thu giữ tại phòng ngủ của Tài, em ruột Phúc, 20 viên thuốc lắc, 10 gói ma túy loại ketamine. Đáng chú ý, công an còn thu giữ của Tài nhiều vũ khí như súng, đạn, kiếm, bình xịt hơi cây, áo giáp. Số vũ khí này Tài khai mua trên mạng và chưa sử dụng lần nào. Không lâu sau đó, Viện Kiểm sát truy tố Phúc cùng 7 đồng phạm về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy theo điểm B, D, khoản 2, điều 256 Bộ Luật Hình sự. Hơn một năm kể từ ngày bị bắt đến ngày 16 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xử sơ thẩm Trần Ngọc Phúc, sinh năm 1982, tức Phúc XO, cùng 12 đồng phạm. Tại phiên tòa, bị cáo Phúc cho rằng cáo trạng truy tố nhiều điểm chưa đúng. Một số nội dung có trong kết luận điều tra nhưng không có trong cáo trạng. Bị cáo cho rằng mình hơi bị oan. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát khẳng định căn cứ vào hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, đủ căn cứ xác định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Từ đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử phạt bị cáo Phúc từ 10 đến 12 năm tù về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. 7 bị cáo đồng phạm, đàn em của Phúc XO, 7 đến 9 năm tù. Đến 14h30 chiều ngày 17 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiến hành tuyên án vụ Trần Ngọc Phúc, tức Phúc XO, cùng 12 đồng phạm trong vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy. Hội đồng xét xử nhận định việc thực hiện tố tụng từ quá trình điều tra, khởi tố, truy tố và xét xử đúng pháp luật. Về nội dung vụ án, tòa đồng tình với Viện Kiểm sát việc Phúc là người điều hành quán, họp chỉ đạo nhân viên cho khách sử dụng ma túy thu lợi bất chính. Phúc giữ vai trò cao nhất trong vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Các nhân viên đồng phạm khác có vai trò từ thấp đến cao nên có mức án khác nhau. Một bị cáo là tiếp viên quán, xét tuổi chưa thành niên nên tòa có xem xét khi cân nhắc hình phạt. Về tình tiết giảm nhẹ, tòa ghi nhận tất cả các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đối với bị cáo Tài, em Phúc XO phạm một tội khác không liên quan đến hành vi của nhóm bị cáo chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy nên xem xét xử lý nhẹ hơn. Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo Phúc 12 năm tù và các đồng phạm mức án từ 7 đến 8 năm tù. Em trai Phúc, bị cáo Tài lãnh mức án 4 năm tù, cùng tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hai tiếp viên nữ lãnh mức án từ 9 đến 12 tháng tù. Riêng bị cáo không tố giác tội phạm, bị phạt 9 tháng tù. Đăng ký ngay kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trợ thủ đắc lực của người dân và doanh nghiệp.